tay cái mình mua bó hai tay này mà tay biết tay đôi đây đi tay bị mua bó hả sư riêng nè nè y nè ngoài là nè nè cái sư mà lang khư nữa nè thăm buồn ung dối ngày này nè là trong sư riêng nó bỏ cái phần tới góc này là cái lá nó heo hết này nó hóc bài nào ha. Riêng hơn 3 năm nhưng có quả rồi mọi người, giờ nó rụng hết rồi, giờ bón phân bón đồ yêu cốc là hư rồi. Riêng mà chơi phá thun đó đó rồi như này đó rồi giờ có phun gì có pin pet như thế nào ha. Nước lao thun tốt đơn này hoài này hoài này ta bị chăm sóc không đi nữa nên bắt đầu thao vạt thì cá đông mà chăm sóc không tiền đã phun đã phun này dần bị rơi mà chạy lít nhiều lắm là sẽ đừng sẽ đừng anh là nhem vậy nè nhem nữa luôn lắp này đây một mấy trong cả hai tuần mọi người mới hai tuần nha là lên đọc đẹp nè đấy trong sen cây cà phê đây tiêu chủ tiêu mọi người đây cà phê sầu riêng đây hơn 3 năm trồng từ năm 2021 quả yếu quá mà sầu riêng này yếu yếu coi à hay là mình yếu yếu chăm phải không? 3 năm là bây giờ cái gốc này chắc là gốc là 20 rồi, mình mới là mua có 10 phong thôi mà. Không, tại mình đâu có chăm đâu, mình tưới cà phê là mình tưới là mình đọc bón phân. Không dám bón phân luôn. Là tự nhiên đấy. Cây nó phát triển tự nhiên đấy. Chủ yếu là mình chăm chăm cây cà phê thôi mọi người. Đây cây cà phê rồi chín thấy chưa, thấy thấy trái chưa, đó đã cho mọi người rồi chín đấy, to nha mọi người, trái là to lắm mọi người. Vô tới nhà đi đợi tiêu nhá, chủ tiêu là mình cũng mình chủ yếu là cây cà phê mọi người, để mình đầu tư cây cà phê nhé, còn mấy chủ tiêu cây sầu riêng thì mình làm bỏ, bữa nay mình chăm chăm lại nhé. Cây sầu riêng thì tự nhiên rất tự nhiên luôn. Đây cây xanh luôn nha mọi người, xanh luôn mình mới trồng một năm. Đây có thương kép có trái rồi. Cây sầu riêng 3 năm mọi người.